Tẩy trời là tẩy hồ sơ những vụ chạy án rúng động cả nước của 5 cựu cán bộ công an. Bộ trưởng Tô Lâm nóng mặt truyền lệnh, liệu thiếu tướng Nơi có dọn sạch hết tham quan? Thưa quý vị, có lẽ từ khi thiếu tướng Nơi được chuyển đến Quảng Ninh, công tác gom củi vào lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại ngày càng nóng lên hơn bao giờ hết. Cánh tay đắc lực của Bộ trưởng Tô Lâm đang dần dần chiếm trọn sự tin tưởng của nhân dân bởi tài phá án xuất thần cũng như sự bản lĩnh không ngại đụng chạm bất cứ ai, dù chức quyền địa vị lớn đến đâu cũng xử như dân thường. Trong bóng tối của quyền lực và lòng tham, một số cán bộ công an đã lựa chọn con đường nhận chạy án, một hành động đầy mạo hiểm, dù rõ ràng biết mình không thể bảo kê cho tội phạm thoát khỏi vòng lao lý. Được mê hoặc bởi lời hứa hẹn về của cải và địa vị, họ dẫn thân vào trò chơi tù tội, một ván cược với công lý, đánh đổi danh dự và nghĩa vụ bảo vệ xã hội. Sự thật luôn chờ đợi phía sau màn sương mỏng của lừa dối, và khi nó tan biến, họ đối mặt với hậu quả nghiệt ngã, một bài học đắt giá về giá trị của sự trung thực và trách nhiệm của những người bảo vệ pháp luật. Sau đây, hãy cùng điểm lại những vụ chạy án gây rúng động cả nước ngay thôi nào. 1. Lê Hồng Sơn, cựu tổng giám đốc, và Nguyễn Thị Thanh Hằng, cựu phó tổng giám đốc công ty Blue Sky, trong quá trình xin cấp phép các chuyến bay và cách ly đã đưa hối lộ cho một số cá nhân có thẩm quyền trong vụ chuyến bay giải cứu. Theo cáo trạng truy tố hồi cuối tháng 1 năm 2022, Sơn và Hằng đã bàn bạc sau đó đến nhà ông Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội, nhờ Tuấn tìm người giúp không bị xử lý hình sự. Do có quen biết với Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, ông Tuấn đã nhờ Hưng giúp Hằng và Sơn. Tuấn đã thông báo nội dung này cho Hằng biết. Sau đó, tại nhà ông Tuấn, cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội đã sắp xếp để Hằng và Hưng nhiều lần gặp nhau. Các buổi gặp, Hưng hướng dẫn Hằng khai báo với cơ quan điều tra. Ngoài ra, Hằng còn thông qua ông Tuấn đưa tiền cho Hưng để chạy án. Cơ quan chức năng cáo buộc Hưng đã chiếm đoạt 800.000 đô la Mỹ, tương đương với 18,8 tỷ đồng để chạy án. Tại phiên tòa sơ thẩm, Hoàng Văn Hưng liên tục phủ nhận, không thừa nhận việc nhận tiền từ ông Tuấn. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Văn Hưng tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Hưng làm đơn kháng cáo kêu oan. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, Hưng đã thể hiện thái độ ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội, nộp toàn bộ số tiền 18,8 tỷ đồng mà bị cáo buộc lừa chạy án. Gia đình có công với cách mạng nên đã được xem xét các tình tiết giảm nhẹ và có căn cứ chấp nhận một phần kháng cáo. Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm sau khi xem xét đã chấp nhận một phần kháng cáo, tuyên phạt Hoàng Văn Hưng 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 2. Cựu cán bộ cục C03 nhận hàng triệu đô la Mỹ để chạy án cho cựu giám đốc bệnh viện Thủ Đức. Ngày 17 tháng 9 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án với Bùi Trung Kiên, cựu cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, gọi tắt là C03, 9 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cựu cán bộ Cục C03 khác là Lê Thanh An cũng bị tuyên phạt 6 năm tù về tội môi giới hối lộ. Những người này bị xét xử trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ liên quan đến cựu giám đốc bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Minh Quân. Theo cáo trạng, năm 2021, nhận thấy ông Quân có dấu hiệu vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nên C03 đã vào cuộc điều tra. Biết mình bị điều tra, ông Quân đã nhiều lần đưa hàng triệu đô la Mỹ cho Kiên và một số người khác để nhờ hối lộ cho những người có thẩm quyền giúp mình không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo hồ sơ vụ án, ông Kiên dù không được giao nhiệm vụ gì liên quan đến vụ án, biết rõ mình không có khả năng giúp ông Quân nhưng vẫn hứa hẹn sẽ chạy án cho ông Quân. Tháng 3 đến tháng 4 năm 2021, ông Quân đã đưa cho Kiên tổng số tiền 2,2 triệu đô la Mỹ để nhờ chạy án. Ngoài ra, ông Kiên còn yêu cầu ông Quân đưa 1,5 triệu đô la Mỹ để giải quyết cho một giám đốc trúng nhiều gói thầu tại bệnh viện Thủ Đức không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Sau khi nhận 3,7 triệu đô la Mỹ, ông Kiên không có động thái gì mà chiếm đoạt số tiền này. Ông Quân nhiều lần đòi và được ông Kiên trả lại 1,15 triệu đô la Mỹ. Khoảng tháng 10 năm 2022, vợ chồng Đức biết Trương Văn Nam là cháu của Đức bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra xác minh về công ty của vợ chồng Đức quản lý điều hành. Do lo sợ bị xử lý liên quan, Đức đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca đã nghỉ hưu, là người có mối quan hệ thân thiết với Đức, để nhờ chạy tội. Theo nội dung cáo trạng, ngay sau đó Ngọc Anh đến nhà ông Đỗ Hữu Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, thông báo về việc Trương Văn Nam bị bắt và công an tỉnh Quảng Ninh đang thu thập hồ sơ liên quan đến công ty Thái Bình Dương mà Đức và Ngọc Anh quản lý hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu tác động chạy án cho Đức không bị công an Quảng Ninh xử lý hình sự, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca.
Qua trao đổi được biết, doanh số bán ra của công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỷ đồng. Mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho nước, song ông Đỗ Hữu Ca vẫn bảo vợ chồng Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra của công ty Thái Bình Dương, tương đương 20 tỷ đồng, và một số tiền tiêu cực phí khác để lo chạy tội. Từ cuối tháng 10 năm 2022 đến khoảng tháng 12 năm 2022, vợ chồng Đức đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố vợ chồng trùm hóa đơn Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng 10 bị can khác với 5 nhóm tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Trong vụ án, cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca có vai trò đặc biệt liên quan đến hành vi chạy án. Trong một vụ án khác vào năm 2015, Đặng Ngọc Hải, cựu đội trưởng đội an ninh công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đã giới thiệu với nhiều người rằng bản thân đang công tác tại công an Hà Nội, có khả năng xin cho người khác vào học làm việc trong ngành công an, xin chuyển đổi công tác chạy án. Trong số các bị hại có anh Nguyễn Trung P, nhờ Hải chuyển con trai mình từ hệ dân sự sang hệ chính quy, học viên cảnh sát nhân dân. Hải nhận của anh P 600 triệu đồng rồi chiếm đoạt hết không thực hiện lời hứa. Tương tự, một bị hại khác là anh Tạ Quang V, công tác tại Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ. Khoảng tháng 7 năm 2015, anh V được Hải giới thiệu có thể xin chuyển công tác cho anh này từ Chi cục Quản lý thị trường Phú Thọ về Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội với chi phí 650 triệu đồng. Tin tưởng, anh V đã chuyển cho Hải 600 triệu đồng như yêu cầu, thế nhưng quá hạn Hải không xin chuyển việc được cho anh V nên bị hại này đòi lại tiền. Hải sau đó đã trả anh P 430 triệu đồng. Cũng qua thủ đoạn xin việc, xin học vào ngành công an, Hải còn lừa 4 người khác từ 50 đến 800 triệu đồng rồi bỏ trốn. Năm 2016, Hải lấy lý do cần tiền chạy chức đội trưởng nghiệp vụ ở công an huyện Phúc Thọ để vay một phụ nữ 230 triệu đồng. Bị cáo cũng chiếm đoạt số tiền này. Cơ quan tố tụng cáo buộc Đặng Ngọc Hải đã lừa đảo 7 người, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng và mới khắc phục một phần cần phải trả lại cho các bị hại hơn 2,4 tỷ đồng. Ngày 27 tháng 10 năm 2022, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Hải 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sốc, thầy Thích Chân Quang gây bão khi phát ngôn về cảnh sát giao thông. Cộng đồng mạng nhốn nháo bỏ mọi thú vui vì sợ nghiệp chướng. Những người làm thầy giáo là do kiếp trước đốt sách, dung hòa học trò vào đất. Các bác sĩ đang chữa bệnh cứu người là do kiếp trước tiễn người tùy tiện. Kiếp này làm thợ xây là do kiếp trước phá nhà người ta. Đó là luận về kiếp trước, còn đây là nói về kiếp sau. Những người sống bằng nghề câu cá là lừa đảo, ắt về già sẽ bị lở mồm và ung thư vòng họng. Những người hay đi du lịch mà không đến chùa góp tiền công đức, ắt về già sẽ bị bại liệt. Thích Chân Quang còn nhìn thấy vô số vong phương Tây đua nhau làm hộ chiếu và thị thực về Việt Nam để được an cúng. Ngài còn phán nhà nào ăn ở hiền lành thì sẽ có nhiều vong ở trong nhà. Nuôi nhiều vong trong nhà là phước lớn. Từ nay nhà nhà nuôi vong, cúng vong để tích phước. Đó là những phát ngôn làm dậy sóng cộng đồng mạng vừa qua của thầy Thích Chân Quang. Thầy còn có nhiều bài pháp thoại về nghiệp rất khác thường. Cộng đồng mạng cũng có những ý kiến trái chiều, muốn rõ thực hư, sai đúng. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Sư thầy Thích Chân Quang là một vị sư nổi tiếng trong Phật giáo Việt Nam, được nhiều Phật tử yêu mến và kính trọng. Thầy có tên thật là Vương Tấn Việt, sinh vào năm 1970 ở thành phố Hồ Chí Minh. Thầy là con trai của một gia đình Phật tử có truyền thống yêu nước và tu tập đạo Phật. Từ nhỏ thầy đã có thiện căn với Phật Pháp và mong muốn trở thành một nhà tu hành. Thầy bắt đầu xuất gia từ năm 1980 và theo Hòa Thượng Thích Thanh Từ tu học tại Thiền Viện Thường Chiếu. Nhờ có sự giúp sức của chư vị Hòa Thượng và các đệ tử, vào năm 2007 thầy đã được chính thức tấn phong lên làm Thượng Tọa. Đây là một danh hiệu cao quý trong Phật giáo Việt Nam, biểu hiện cho phẩm chất và công đức của thầy. Từ đó thầy đã tiếp tục phụng sự đạo Phật, thuyết giảng kinh Phật, an sinh xã hội, các hoạt động thiện nguyện và hoạt động vì môi trường. Hiện tại thầy đang là trụ trì của chùa Thiền Tôn Phật Quang, một ngôi chùa nằm trong lòng núi Dinh ở Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện nay, cộng đồng mạng đang lan truyền nhiều trích đoạn clip có nội dung thuyết giảng của nhà sư Thích Chân Quang với ý tứ gây tranh luận, như lúc còn trẻ mà đam mê đi du lịch nhiều nơi, tới khi về già sẽ bị liệt một chỗ, đó là nhân quả. Đi du lịch chúng ta hãy đi những nơi tu tập tâm linh giác ngộ, đi để làm từ thiện, cúng dường là chính, chứ đừng đi chơi, đi ăn hải sản là hết phước liền. Trong chuyện âm nhạc, nhà sư Thích Chân Quang cho rằng, nhạc tình cảm lãng mạn đôi lứa cũng vậy, người biên soạn, người ca hát, chẳng giáo dục được đạo đức cao thượng cho xã hội, lâu ngày cũng hết phước rồi cuối đời hầm hiu. Còn ai biên soạn nghệ thuật có tính giáo dục,
giúp xây dựng nhân cách cho mọi người, phước báo sẽ tăng thịnh. Thậm chí có một đoạn clip khác, nhà sư Thích Chân Quang nói về việc ma quái là gia chủ thường nghe loảng xoảng ở bếp ăn vào ban đêm, nhưng bật đèn lên thì không thấy gì. Đó là do ma cầm đi tìm đồ ăn vì đói do thủa sinh tiền. Ai hát karaoke nhiều, người đó có nguy cơ qua đời làm ma cầm. Trích lời pháp thoại của nhà sư Thích Chân Quang. Nhà sư Thích Chân Quang xúi thêm, dù không phạm pháp nhưng hát karaoke có thể khiến hàng xóm nổi cơn thần kinh hết lên. Vì vậy, mai mốt thấy hàng xóm hát karaoke mà chịu không nổi thì hãy làm một cái băng rôn treo trước nhà họ kèm dòng chữ sống hát karaoke, lìa đời làm ma câm. Có người đưa ra cảnh báo Thích Chân Quang đã trộn lẫn giáo lý của đạo Phật với sự ngụy biện để dẫn dắt những người nghe đi vào vùng u mê ám chướng. Thầy khuyên các Phật tử phải tích cực truyền bá đạo Phật, nếu không thì sẽ bị các đạo khác thu hút mất hết tín đồ, rồi đến một ngày nào đó các chùa chiền trên toàn quốc sẽ bị dẹp tiệm. Thích Chân Quang rằng, Đức Phật là thể hiện của sự tuyệt đối tốt về mọi mặt, đã gọi là tuyệt đối thì không thể so sánh và không bao giờ có khuyết điểm. Những Phật tử nếu biết tuân theo những lời Phật dạy thì trong tương lai cũng sẽ trở thành Phật. Trong bài giảng Nhân quả và Công bằng, Chân Quang đã giải thích, sở dĩ có những người dân phải chịu những cảnh nghèo khổ là vì trong kiếp trước họ đã làm nhiều điều ác, cho nên trong kiếp này họ phải trả nghiệp. Và có những người công an giàu có là vì họ đã làm được nhiều công đức, lớn lên được hưởng những quả báo tốt lành. Làm công an không cần phải ăn hối lộ cũng sẽ tự nhiên trở nên giàu có. Lý do vì công an giữ gìn an ninh trật tự cho xã hội, đó chính là những công quả tốt lành rất lớn sẽ được Phật độ trì cho giàu có. Sau hàng loạt phản ứng trên cộng đồng mạng xã hội Facebook về những pháp thoại kiểu như trên, một nguồn tin xác nhận hiện Thiền Tông Phật Quang đang chạy chiến dịch xử lý khủng hoảng truyền thông với việc có đơn vị agency lên bài bảo vệ chánh pháp ủng hộ nhà sư Thích Chân Quang qua các điểm nhấn như Thượng tọa Tiến sĩ Thích Chân Quang đã cảnh báo rất đúng. Những người xấu muốn bôi nhọ thầy cũng như nhiều thế lực xấu cắt ghép video không đầy đủ nội dung giảng dạy của thầy làm cho người khác hiểu lầm với mục đích khác. Chỉ bởi vì thầy cũng là một tu sĩ có quan điểm yêu nước vững chắc, gây cảm hứng yêu nước cho rất nhiều người, đây là điều ít ai có được. Nhóm người xấu cần phải đánh vỡ lòng yêu nước của mọi người trước khi gây nhiễu loạn. Thầy bị các thế lực trái ý kiến gây nhiễu nhiều nhất, vì thầy luôn dạy các Phật tử về lòng yêu nước, cũng như dám nói lên sự thật, vì đạo, vì chúng sinh mà thầy phải chịu biết bao hy sinh, bao điều tai tiếng. Thích Trúc Thái Minh mời nam ca sĩ ủng hộ Đường Lưỡi Bò về hát. Tín đồ fan hâm mộ lấp kín hàng chục ngàn mét vuông, chùa Ba Vàng tưng bừng hốt bạc. Thiên hạ đồn rằng Thích Trúc Thái Minh là một đảng viên cộng sản được đảng biệt phái sang nhà chùa kinh doanh tâm linh để tiếp tục vì đất nước, vừa lợi về tinh thần lại tăng trưởng về kinh tế. Cũng có tin đồn ông ta là bạn rất thân với anh Bạch Phúc và có quen biết lớn với một số ủy viên Bộ Chính trị. Từ đó sư thầy làm mưa làm gió trên thị trường kinh doanh nghề, hốt tiền tỷ, xuất bản cả sách dạy làm giàu. Vừa rồi thầy kéo thiên hạ khắp nơi về chùa Ba Vàng chiêm bái xá lợi tóc Phật Thích Ca Mâu Ni, một phen cộng đồng mạng dậy sóng, lại thêm chuyện thầy rước ca sĩ nổi tiếng Nguyễn Trần Trung Quân về biểu diễn văn nghệ trong đêm thứ ba lễ hội Hoa Cúc, đang hát giữa chừng thì ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe khiến thiên hạ sừng sốt, thực hư các sự việc nêu trên như thế nào. Trước đây cộng đồng mạng dậy sóng vì hành động ông sư trụ trì chùa Ba Vàng dùng tay vơ tiền khi người dân chưa hiểu hết sự tình, vội vàng dâng cúng cho ông ta dưới dạng cúng dường sau khi nghe được vài lời đường mật. Đấy là những dân đang trong cảnh nghèo, đang gặp khó khăn trong cuộc sống, họ bế tắc trong làm ăn hay đơn giản ở lòng tham hối lộ lên trời Phật để được Phật ban ơn, ơn đâu không thấy, chỉ thấy là mất tiền vô ích. Việc kinh doanh dựa trên sự mê tín của người dân cần phải xem đó là trò lừa đảo. Nếu xem ông thầy lang chữa bách bệnh Võ Hoàng Yên lợi dụng sự mê tín của người dân để trục lợi là hành động vô đạo và vô pháp, thì việc làm của ông thầy trụ trì chùa Ba Vàng cũng cần phải được xem là thành phần như vậy. Vừa qua, một số trang Facebook cá nhân phản ánh mạnh mẽ hành động hốt tiền của ông thầy chùa trụ trì Ba Vàng đã bị một số lực lượng giấu mặt báo cáo với Facebook, để lại những tiếng nói quan điểm khách quan bị khóa lại. Điều này làm dư luận xã hội nghi ngờ, đang có mặt một lực lượng tương tự lực lượng chuyên báo cáo các trang Facebook có tiếng nói phản biện. Nhận xét hiện tượng này, một số nhà phân tích giấu tên cho hay, cách chống trả lại tiếng nói công chính và trần nhóm của thầy chùa trục lợi ở ngôi chùa này, đích thị là lực lượng được đào tạo bài bản, họ nghiên cứu các điều luật của YouTube và Facebook rất kỹ để xử lý ngay lập tức.
cho nên họ cho rằng phải là thế lực có quyền lực vô cùng lớn, có lợi ích trong những trò kinh doanh này. Việc chỉ đạo lực lượng phá hoại, chuyên tấn công tài sản YouTube, Facebook của người khác là cách hỗ trợ cho nhân vật chính hút tiền người dân đang mê muội. Có chuyên gia trong giới thạo tin nhận xét rằng, ông thầy chùa trụ trì chùa BV nên được đổi tên thành chùa thích hốt tiền thì mới đúng với bản chất của ông này. Độc giả này bức xúc cho biết người dân quá tin vào tâm linh, cần được nói lời đạo lý của chính đạo Phật và cần những lời khuyên để họ giữ đồng tiền để làm việc hữu ích hơn cho đời sống của họ. Thì ông thầy chùa này lại dùng những bài giảng sặc mùi mê tín, xúi họ mang tiền đến chùa để ông ta lừa, hốt mà làm giàu. Đây là cách làm giàu bất chính cần phải loại bỏ khỏi xã hội văn minh. Ý kiến này nhận được nhiều phản hồi trên mạng xã hội. Tổng hợp từ nhiều nguồn tin cho hay, tìm hiểu và được biết sư chủ trì chùa Ba Vàng hoàn toàn làm bạn với một số ủy viên Bộ Chính trị. Nhiều người còn cho rằng không phải ông thầy chùa này quen biết rộng, mà ông ta thực sự là một đảng viên được đảng cử đi làm nhiệm vụ kinh doanh tâm linh. Thường thì các công ty bình phong ở các nơi trong đảng cũng rất nhiều. Vì thế, việc lấy việc kinh doanh khó khăn bởi dư luận thì sẽ có lực lượng giấu mặt chặn đứng những bài viết vạch trần trong thầy chùa thích kinh doanh này. Đây chỉ là ý kiến nhận xét của nhà phân tích và các bạn có thể hoàn toàn tham khảo thêm và biết đâu đó là sự thật đang ẩn giấu bên trong. Căng, án khủng STB, dân đòi tiền trong vô vọng dưới cái nóng 50 độ C. Ban độc trường Mỹ Lan nhưng bất lực vì âm mưu chưa thể phanh phui. Đã gần 8 tháng kể từ khi xảy ra vụ đổ bể trái phiếu công ty An Đông thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan mà ngân hàng STB bị tố là đứng ra dẫn dắt các nạn nhân vào cuộc. Hơn 40.000 nạn nhân trên khắp cả nước vẫn ròng rã mỗi ngày lên án chi nhánh của SCB phản đối và đòi lại tiền. Hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan vẫn đang trong vòng điều tra kín của công an và nạn nhân vẫn chưa biết được bất kỳ thông tin gì. Trong khoảng thời gian này, tài sản của các nạn nhân vẫn đang bị mắc kẹt, không rút được cả lãi lẫn gốc. Trong khi đó, vụ lừa đảo khách hàng mua bảo hiểm Manulife cũng tại ngân hàng SCB, các cơ quan chức năng đã chỉ đạo xử lý quyết liệt và Manulife đã đồng ý hoàn tiền cho một số nạn nhân. Điều này làm dấy lên hy vọng cho các nạn nhân trái phiếu rằng họ cũng sẽ được đền tiền. Công an cũng đã bắt đầu tiếp nhận đơn kiện của họ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã chính thức nhận đơn kiện tập thể của 92 cá nhân tố cáo SCB đã có hành vi chiếm đoạt tài sản trong vụ bán trái phiếu. Trước đó, bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước cùng 4 cán bộ Ngân hàng Nhà nước đã bị khởi tố, bắt tạm giam vì đã báo cáo không trung thực việc thanh tra ngân hàng STB. Đây là những cán bộ đầu tiên bị bắt trong vụ bê bối SCB, làm dấy lên đồn đoán về sự tiếp tay của các cơ quan nhà nước cho ngân hàng SCB lừa đảo dân. Nếu tính luôn 5 bị can này thì cho đến nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 32 bị can liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, trong đó có bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch tập đoàn. Báo chí trong nước cũng bắt đầu có những bài viết bênh vực các nạn nhân SCB, chẳng hạn như báo Lao Động cho rằng có sự nhập nhằng giữa trái phiếu và tiết kiệm và có thể xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự SCB. Tờ báo này cũng mô tả các nạn nhân trái phiếu là tuổi già ốm đau, tiền để dành, có nguy cơ mất trắng. Trong khi đó, trang mạng dân trí chạy những dòng tít như nạn nhân nếm trái đắng trái phiếu SCB, rớt nước mắt với những cảnh đời hẩm hiu, mắc kẹt trái phiếu tại SCB. Trao đổi dưới tên bí danh là Nguyên Anh vì hiện đang giấu ba mẹ về việc lỡ mang tiền mua trái phiếu do sợ ba mẹ đổ bệnh. Một nạn nhân trái phiếu SCB ở Bình Dương nói, việc đi đòi quyền lợi của cô chưa thấy tiến triển gì. Cô Nguyên Anh nói cô cảm thấy buồn trước sự khác biệt trong cách giải quyết giữa trái phiếu và bảo hiểm đều ở SCB. Về việc bà Đỗ Thị Nhàn bị bắt, cô cho rằng có sự lỏng lẻo của các cơ quan quản lý nhà nước và nhận định tham nhũng còn nhiều lắm. Cũng vì tham nhũng mà bà Nhàn đã gian dối trong việc thanh tra không đúng về SCB. Cô Nguyên Anh lập luận nhưng cho rằng chính quyền Việt Nam đang quyết liệt chống tham nhũng. Cô thừa nhận cái sai của những nạn nhân như cô là thiếu hiểu biết và quá tin vào ngân hàng. Nhưng cô cho rằng họ chỉ đem tiền vào ngân hàng gửi tiết kiệm chứ đâu có biết đầu tư hay kinh doanh gì đâu. Họ chỉ mong lấy lãi để sinh sống thôi và nhà nước phải bảo vệ họ. Nếu muốn đầu tư chứng khoán thì người ta đâu có đi vô ngân hàng làm chi. Cô chỉ ra trách nhiệm của ngân hàng SCB trong việc dẫn dụ người dân sập bẫy trái phiếu. Cô nói thêm và cho biết bản thân cô là khách hàng gửi tiết kiệm lâu năm của SCB nên tin tưởng vào sự giới thiệu của ngân hàng dù cô không biết gì về trái phiếu. Từ TP.HCM, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng nhiều năm làm việc ở Mỹ, nhận định việc bắt giữ bà Đỗ Thị Nhàn cho thấy có thể có sai phạm trong việc thanh tra những giao dịch của Vạn Thịnh Phát tại SCB. Ông cho rằng cơ quan công an cần công bố kết quả điều tra bà Nhàn cho công chúng biết để xác định được trách nhiệm của cơ quan nhà nước đến đâu trong vụ trái phiếu SCB. Nếu bà Nhàn được xác định có vi phạm trong thanh tra và SCB được xác định có vi phạm trong việc bán trái phiếu cho người dân
thì SCB phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người dân. Theo lời vị chuyên gia này, ông Hiếu phân tích rằng nếu SCB có bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu họ chào bán, thì trong trường hợp An Đông không thực hiện được nghĩa vụ thanh toán cho nhà đầu tư, thì SCB sẽ thanh toán. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có lẽ SCB không có bảo lãnh thanh toán, ông nhận định. Có thể họ đã có những ngôn ngữ làm cho nhà đầu tư hiểu lầm vấn đề thanh toán. Ông nói thêm, hình như có nhân viên ngân hàng nói với khách hàng rằng, quý vị cứ an tâm, nếu mua trái phiếu của An Đông thì khi nào quý vị cần lấy lại thì ngân hàng sẽ thanh toán cho quý vị. Về phần mình, cô Nguyên Anh nói, cô mong công an công bố kết quả điều tra càng sớm càng tốt để có thể phát lại tài sản của Vạn Thịnh Phát để trả lại tiền cho người dân. Niềm tin của tôi vào SCB đã hoàn toàn mất, thậm chí bây giờ tôi còn có sự nghi ngờ khi lựa chọn ngân hàng khác để giao dịch sau này. Chỉ khi nào sớm trả tiền lại cho nạn nhân trái phiếu SCB thì thị trường ngân hàng trái phiếu mới ổn định lại, cô nói. Mong có ông lớn nào đó thấu hiểu, thông cảm và bảo vệ người dân, chứ kinh tế mấy năm nay tệ quá. Bản thân tôi cũng phải dè sẻ chi tiêu nên mong mỏi từng ngày nhận lại đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, cô nói. Với cách giải quyết của chính quyền, cô nói cô hiểu, nhà nước chưa công bố thông tin, sợ dư luận không hiểu vấn đề lại hoang mang. Kinh tế đang khó khăn, nhà nước cũng phải bảo vệ ngân hàng SCB, vì nếu để một ngân hàng sụp đổ thì sẽ có những hệ lụy rất to lớn, cô phân trần. Nhưng thà làm suy sụp một tập đoàn mà cứu lấy tiền mồ hôi của người dân thì mới gọi là giải quyết đúng vấn đề. Bây giờ người dân chỉ cần có một cơ quan nào đó đứng ra cam kết sẽ giúp các nạn nhân lấy được tiền gốc thôi là họ đã mừng rồi. Họ không muốn thấy một ngân hàng phá sản, họ không muốn một tập đoàn tan vỡ, họ không muốn biết có ông lớn nào đứng sau hay không, mà đơn giản họ chỉ muốn biết có nhận lại được tiền của mình hay không và thời gian là khi nào. Cô Nguyên Anh nói thêm và cho rằng chính vì các nạn nhân không nghe thông tin gì nên cảm thấy bất an và từ đó mới có chuyện tụ tập đông người. Nhiều khách hàng trình bày trong đơn tố cáo rằng nhân viên ngân hàng SCB tư vấn sai sự thật, tư vấn mập mờ, không đầy đủ về sản phẩm tiết kiệm linh hoạt báo một ngày, khiến họ lầm tưởng bản thân đang tham gia sản phẩm tương tự như gửi tiết kiệm thông thường. Tuy nhiên, trong những buổi đối thoại với đại diện nhóm khách hàng, đại diện SCB luôn khẳng định SCB không hề chỉ đạo cán bộ nhân viên SCB thực hiện tư vấn sai cho khách hàng. Liên quan đến vấn đề này, luật sư Trương Văn Tuấn, đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nếu khách hàng chứng minh được và những thông tin khách hàng cung cấp là xác thực, thì nhân viên ngân hàng đã có lỗi trong việc tư vấn, cung cấp thông tin không đầy đủ cho khách hàng về việc đầu tư vào trái phiếu, đồng thời không giải thích đúng đầy đủ cho khách hàng về sự khác nhau giữa gửi tiết kiệm và mua trái phiếu, sự khác nhau về mức độ rủi ro. Thay vào đó chỉ tư vấn theo hướng mua trái phiếu sẽ được lãi cao hơn, mức độ an toàn vẫn cao, thậm chí còn đảm bảo quyền lợi cho khách hàng bằng nguồn lực của ngân hàng SCB. Và sau tất cả các hoạt động tư vấn đó đã có thiệt hại xảy ra thì có thể yêu cầu ngân hàng bồi thường thiệt hại. Điều tra hai thiếu tướng đã nghỉ hưu, khởi tố thêm 78 bị can tội tham nhũng. Quý vị và các bạn thân mến, từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã kỷ luật xử lý hình sự nhiều trường hợp vi phạm trong lực lượng phòng chống tham nhũng tiêu cực, điển hình như khởi tố điều tra hai thiếu tướng đã nghỉ hưu. Mới đây, Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo. Phiên họp cho ý kiến về kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, kế hoạch kiểm tra chuyên đề năm 2023 của Ban chỉ đạo, kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh. Khởi tố thêm 78 bị can trong 11 vụ án tham nhũng. Từ sau phiên họp thứ 23 đến nay, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực được tiếp tục đẩy mạnh, có nhiều chuyển biến mới tích cực, đồng bộ, hiệu quả ở cả trung ương và địa phương. Các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố điều tra 1.099 vụ, 2.411 bị can về những tội tham nhũng, lợi dụng chức vụ, tội phạm kinh tế. Khởi tố mới 242 vụ án, 864 bị can về tội tham nhũng, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Đối với các vụ án vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, đã khởi tố mới 4 vụ án, 24 bị can, khởi tố thêm 78 bị can trong 11 vụ án. Kết thúc điều tra 3 vụ án, 88 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 8 vụ án, 153 bị can, xét xử sơ thẩm 6 vụ án, 51 bị cáo. Các cơ quan đã chủ động phát hiện, quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra khởi tố mới nhiều bị can trong những vụ án tham nhũng tiêu cực lớn, phức tạp, mang tính hệ thống, có tổ chức, liên quan đến nhiều bộ ngành địa phương, cả trong khu vực nhà nước và ngoài nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân. Đó là các vụ án xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm một số địa phương, vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số đơn vị liên quan, vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan, vụ án liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, các vụ án vụ việc liên quan đến Công ty AIC và các đơn vị liên quan. Cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 100 tổ chức đảng, hơn 3.600 đảng viên. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật 12 tổ chức đảng, 26 cán bộ cấp giám đốc sở và tương đương trở lên, trong đó có một nguyên ủy viên Trung ương, ba chủ tịch, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, hai sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.
các cơ quan chức năng qua kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đã chuyển 137 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật, kiến nghị xem xét xử lý hành chính 232 tập thể và 1.146 cá nhân. Công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong những cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được chú trọng tăng cường. Từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng đã xử lý kỷ luật, xử lý hình sự nhiều trường hợp vi phạm trong lực lượng này, điển hình như khởi tố điều tra hai thiếu tướng đã nghỉ hưu trong lực lượng vũ trang, hai cán bộ tòa án nhân dân và một cán bộ viện kiểm sát nhân dân, 14 cán bộ thanh tra giám sát của các cơ quan thanh tra chính phủ, ngân hàng nhà nước, kiểm toán nhà nước, ủy ban giám sát tài chính quốc gia và 12 cán bộ thanh tra các địa phương. Xử lý kỷ luật 12 cán bộ là viện trưởng, phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, trưởng phòng, trưởng công an một số huyện thành của tỉnh An Giang. Các ban chỉ đạo cấp tỉnh từng bước đi vào hoạt động nề nếp hiệu quả, địa phương cơ sở có nhiều chuyển biến rõ rệt, khắc phục tình trạng trên nóng dưới lạnh. Nhiều địa phương đã khởi tố cả cán bộ là phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, giám đốc, phó giám đốc sở, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận huyện như Cao Bằng, Hòa Bình, Quảng Ninh, Hà Nam, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu. Đẩy nhanh tiến độ điều tra xét xử các vụ Việt Á, FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực với tinh thần kiên quyết, kiên trì, không nghỉ, không ngừng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Thường trực Ban chỉ đạo ra soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đây chính là một biểu hiện của tiêu cực, gây nhiều hệ lụy xấu, làm chậm sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Vì vậy, cần tập trung chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng này. Chỉ đạo kiểm tra làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, người đứng đầu trong xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách pháp luật có nhiều sơ hở, bất cập để tổ chức cá nhân lợi dụng trục lợi. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, không để cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong ban hành chính sách pháp luật, gây thiệt hại cho nhà nước và xã hội. Thường trực Ban chỉ đạo yêu cầu tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo theo dõi chỉ đạo, nhất là các vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, Tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty AIC, Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm tỉnh thành.